Trước đó vào đêm ngày 10 tháng 3, người dân địa phương phát hiện có người dùng ô tô tải chở xác lợn đổ xuống suối đoạn qua cống Nam Ban, giáp danh hai xã Nà Thon Hạ và xã Gia Lâm. Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương hai xã đã tổ chức thu gom được khoảng 50 xác lợn chết do bị bệnh lở mồm long móng và tổ chức thiêu hủy số lợn này ngay bên bờ suối. Tuy nhiên do trời mưa nên chưa thể thiêu hủy hết và phải rời lại đến sáng ngày 12 tháng 3 để tiếp tục thiêu hủy số xác lợn nhiễm bệnh này. Như truyền hình thông tấn đã đưa tin, từ ngày 5 tháng 3, người dân đã phát hiện hàng chục xác lợn chết thả trôi trên suối Cam Ly, đoạn chảy qua địa bàn xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch lở mồm long móng. Chính quyền huyện Lâm Hà đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu gom và tiêu hủy xác lợn chết, đồng thời điều tra xử lý nghiêm đối tượng vứt xác lợn ra suối Cam Ly.